Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp ngày 25 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử Vi tuổi Tý Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, lục xung xuất hiện cũng là lúc người tuổi Tý thử xem những người mà bạn đang kết nối, giao lưu, họ có thực sự xứng đáng với niềm tin, với những tình cảm mà bạn trao cho họ hay không. Khi tìm ra câu trả lời này, bạn sẽ biết mình cần phải làm gì cho phù hợp nhất là với mối quan hệ độc hại. Hôm nay sức khỏe của bạn không được như ý, thậm chí cả những người chăm chỉ tập luyện nhưng khi bạn làm sai cách thì sức khỏe cũng vẫn không được đảm bảo đâu nhé. Kiếp tài nhắc nhở con giáp tuổi Tý đừng để cảm xúc lấn át lý trí quá nhiều ngày hôm nay. Hãy sống bản lĩnh và vững vàng hơn, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối, bởi vì những lựa chọn cảm tính không đem lại kết quả như bạn mong đợi. Dành thời gian cân nhắc mọi việc cho kỹ càng nhé. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh Kim, ngày không nên vội vã quyết định mọi công việc có liên quan đến công danh, tình cảm. Không nên đi xa, cẩn trọng trong việc đi đường, sức khỏe không tốt, có tin tức xấu về sức khỏe, buồn mạng, tình cảm, công danh của người thân tránh sự thị phi tranh cãi đề phòng tiểu nhân nói xấu tung tin xấu tài lộc kém hoặc bỏ nhiều công lao mà không có kết quả hoặc nhận được thù lao ít ỏi tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy ngày sung của buồn mạng ngày có nhiều việc gấp gáp cần phải giải quyết trong ngày mới tốt tuy nhiên không nên nóng vội khi có sự chậm trễ hoặc có hẹn ước không như ý không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ đưa đến không hay có tin buồn ở xa hoặc sức khỏe không tốt tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng nếu có mưu sự về việc gì thì đều phải có trở ngại trước hoặc có sự thiệt thòi hy sinh mới có kết quả nếu có thể không nên tiến hành hãy để vào một ngày khác nên cẩn trọng trong sự đi lại di chuyển có người bất đồng ý kiến với mình tuy nhiên vẫn có tin tức tốt ở xa hoặc gặp thân nhân bè bạn đến giúp đỡ tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng không nên có sự đương đầu khi gặp những chuyện bất chắc hoặc gặp trở lực ngày có nhiều công việc đến phải lo toan, tâm tình bất an. Nếu là việc quan trọng nên để vào một ngày khác giải quyết. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, cẩn trọng về đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc, ngày sung của buồn mạng, nên mạnh dạn nói lên ý nghĩ của mình về công việc cũng như tình cảm khi được hỏi ý kiến. Ngày có sự hội họp, bàn thảo, nhóm bạn, gặp gỡ người thân hoặc có tin tức của họ. Tài lộc tốt, có tin không tốt về đồ đạc vật dụng trong nhà hoặc trong công sở cần phải tu bổ sửa chữa sức khỏe không tốt hoặc phải bận lo về công việc không nên hấp tấp khi quyết định công việc nên hỏi ý kiến của quý nhân tử vi tuổi sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, sự ngọ tương hại nên con giáp tuổi sửu đừng để những cảm xúc cá nhân chen vào giữa cuộc trao đổi giữa bạn và một người nào đó và rồi gây ra những ấn tượng không tốt cho cả hai phía. Tốt nhất là nên có thái độ khách quan khi chia sẻ về các vấn đề chung giữa hai người, như thế mọi việc mới có thể được giải quyết hiệu quả. Chuyện tình cảm cho bản mệnh hôm nay đón nhận tin vui, nhất là người độc thân biết mở lòng mình hơn trong thời gian qua thì lúc này dễ tìm được một nửa ưng ý các cặp đôi có cơ hội hóa giải mâu thuẫn trong thời gian này con giáp tuổi sửu nên thể hiện cá tính của mình trong công việc khi đang có chính quan nâng đỡ thay vì chạy theo số đông hãy cố gắng làm mọi thứ theo cách của riêng bạn và có một cuộc sống độc lập thật thoải mái và hạnh phúc theo cách mà bạn mong muốn phụ thuộc vào người khác sẽ chỉ khiến bạn mệt mỏi mà thôi tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim không nên mưu cầu những chuyện lớn lao hoặc tin tưởng quá đáng vào sự suy nghĩ của mình sẽ có sự đảo lộn trái ý hoặc tin tức đến chỉ đem thêm sự ràng buộc rắc rối tài lộc không tốt dễ hao tốn về sửa chữa tu bổ trả nợ có tin vui về sức khỏe hoặc tình cảm của bè bạn thân nhân có liên quan đến mình nhà có đình đám hoặc được mời ăn uống nhưng không vừa ý hoặc không đi hoặc phải trở về nửa chừng tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy điểm tốt hay điểm xấu chưa biết được phải nên cẩn trọng mà tiến từng bước sẽ gặp điều lợi sự háo thắng vội vàng chỉ đạt được ở buổi ban đầu sẽ không có lợi cho nên hành động như thế nào để cho mình khỏi bị vướng kẹt là tốt tài lộc đến nhanh hao nhanh tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa cuộc hẹn ước sẽ không thành hoặc có sự rời hẹn chậm trễ không được như ý muốn không nên tin chắc vào sự tính toán dự tính của mình vì rất dễ có những sự kiện hoặc tin tức mới gây sự cản trở bỏ dở nhưng vẫn không phải là xấu ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin của họ tài lộc khó khăn dễ hao tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ làm việc gì cũng có sự bận rộn phiền nhiễu ngay lúc ban đầu đề phòng có sự hư hại rủi ro hoặc kết quả đến chậm ngày có sự gặp gỡ họ hẹn hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình dù sao chuyện làm ăn hay tình cảm cũng đã đến lúc phải thay đổi đi vào một đường hướng khác không nên giải bày tính toán hoặc đi tìm nên chấp nhận sự việc hiện tại ngày có nhiều rắc rối ưu phiền sức khỏe không tốt tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc nên cẩn thận ngay từ đầu và làm việc gì cũng nên nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau chuyện vui chơi tình cảm giao thiệp nên rẻ dặt không nên đi quá xa nên khiêm tốn nếu mình có sự thành công hoặc có lợi việc đi lại di chuyển không đúng theo ý muốn có sự thay đổi ở dọc đường có khách đến tử vi tuổi dần tam hợp mang tới những thay đổi thực sự sẽ đến trong một mối quan hệ gần gũi thân thiết nào đó có thể là chuyện tình cảm đôi lứa chuyển biến rất tích cực hãy sẵn sàng để đón nhận chúng cho tương lai tốt đẹp hơn nhé sự tự do dường như đến đầy bất ngờ với con giáp tuổi dần trong ngày thực thần ghé thăm khiến bạn không khỏi ngạc nhiên đây chính là lúc để khám phá trải nghiệm những chân trời trong đời sống của chính bạn đừng để đôi chân bạn trở nên bị bó buộc vì bất cứ lý do nào nhé mộc thủy tương sinh mang lại cơ thể khỏe mạnh sung sức cho bản mệnh khi bạn đã duy trì được thói quen lành mạnh để cải thiện sức khỏe trong thời gian dài hôm nay bạn cũng tìm được niềm vui trong việc khám phá một điều mới mẻ tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy tất cả việc mong cầu về công danh tình cảm tài lộc đều không tốt không nên hấp tấp giải quyết những việc lớn lao sẽ gặp rủi ro. Sức khỏe không tốt, có tin không thuận lợi về công danh, tình cảm, sức khỏe của người thân. Cẩn trọng trong vấn đề pháp luật, tranh luận, kiểm tra. Đề phòng thị phi tranh cãi, mọi việc đều chưa xong, hao tốn về đi lại xe cổ. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc không nên toan tính vì dễ có sự đảo lộn không phù hợp với thực tế hoặc phải chờ đợi lâu lắc có trở ngại. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cổ ngày có tiệc tùng đình đám nhưng cũng không nên bày vẽ thêm có chuyện không như ý có tin tức tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ mọi việc không nên toan tính hoặc tin tưởng vào kinh nghiệm của mình sự việc sẽ xảy ra hoàn toàn khác mà lại không tốt ngày của sự buôn ba vất vả mọi việc hãy để tự nhiên sẽ có lợi có tin xấu cẩn trọng trong việc đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc có người nhờ mình giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến nhưng cũng không nên quá tin cẩn hoặc thật lòng ngày có nhiều chuyện đến khiến mình phải lo âu giải quyết mọi việc nên có sự chậm rãi biết chờ đợi tiền bạc vào nhanh ra nhanh nên thân cận với người lớn tuổi hoặc cấp trên khi quyết định công việc có tiệc tùng nhóm bạn hoặc có sự thay đổi sửa chữa tu bổ về nhà cửa văn phòng gặp bạn hoặc có khách đến hoặc có tin tức của họ tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau, dù rằng gặp nhiều trở lực cực nhọc. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cổ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui. Tử vi tuổi mão mão ngọ tương phá nhắc nhở người tuổi mão nên chia sẻ quan điểm suy nghĩ của mình với người mà bạn tìm thấy tiếng nói chung thay vì những người luôn luôn có lựa chọn khác bạn mâu thuẫn có thể nổ ra và khiến cho hai phía mệt mỏi và bạn đâu muốn điều này phải không xuất hiện thương quan nghĩa là đồng hành theo đó là những thách thức dù cho cuộc sống gửi đến người tuổi mão bất cứ thử thách nào hãy sẵn sàng để trải nghiệm và khám phá nhờ thế theo tử vi hàng ngày cho thấy thế giới của bạn mới trở nên sinh động và ý nghĩa hơn rất nhiều thay vì những khoảnh khắc trôi qua buồn tẻ nhàm chán phải không nào mộc thủy tương sinh mang tới góc nhìn cuộc sống mới mẻ cho bản mệnh những điều mới mẻ những nền văn hóa khác biệt sẽ đem lại cho bạn vô vàn cảm hứng ngày hôm nay hãy cho mình cơ hội để có thể học hỏi và tiếp thu cũng nhờ từ đó mà bạn trở nên trưởng thành hơn trong đời sống đấy tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy sự việc chưa phải là lúc kết thúc dù tình thế, hoàn cảnh đã có biến chuyển. Chỉ thuận lợi cho việc sơ giao về đính ước, chấp thuận trên nguyên tắc. Mọi việc trở ngại trước tốt đẹp sau, nên từ từ mà tiến. Có tin buồn hoặc có sự rời hẹn, sai hẹn do người mình cần gặp bị trắc trở, đau ốm, bận lo vào việc khác. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, không được như ý. Có lộc ăn quà tặng nhỏ. Tử Vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Sự việc chưa phải là lúc kết thúc dù tình thế, hoàn cảnh đã có biến chuyển chỉ thuận lợi cho việc sơ giao về đính ước chấp thuận trên nguyên tắc mọi việc trở ngại trước tốt đẹp sau nên từ từ mà tiến có tin buồn hoặc có sự rời hẹn sai hẹn do người mình cần gặp bị trắc trở đau ốm bận lo vào việc khác sự mong cầu về tiền bạc còn chậm không được như ý có lộc ăn quà tặng nhỏ tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng nếu không tỉnh táo thì dễ bị kẹt hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành hoặc ra đi sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ bổ sung nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt tiệc tùng sẽ có chuyện không như ý có sự hư hại có tài lộc nhưng dễ hao tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc dù có gặp trở lực khó khăn cũng cố gắng giải quyết tiến hành công việc cho nhanh chóng vì còn nhiều việc ở phía sau để giải quyết có tiệc lộc ăn quà tặng đề phòng rủi ro có sự hư hại chút ít về đồ đạc hoặc gặp trắc trở có tài lộc tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Có tin về sinh nở hoặc gia đạo, công sở có thêm người. Có khách đến muốn nhờ mình giúp đỡ. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, lộc bất ngờ. Có tin tức tốt đẹp về công việc cũng như tình cảm ở nơi xa. Có hỷ sự, tuy nhiên có tin xấu về công danh, bổn mạng, tài lộc của người lớn tuổi hoặc quý nhân. Cẩn trọng việc sử dụng xe cộ, máy móc hoặc công việc hay bị gián đoạn nhiều lần. Tử vi tuổi thìn Những gì thiên quan đưa tới có thể khiến người tuổi thìn cảm thấy mệt mỏi và bạn cần biết buông những thứ cần buông ngay lúc này. Bạn hoàn toàn không quay lưng lại với những vấn đề rắc rối, mà đơn thuần chỉ là đang thư giãn và giải tỏa tâm trí, để tầm nhìn rộng mở hơn. Ngày mai, với đầu óc tỉnh táo, bạn sẽ biết làm thế nào để hoàn tất mọi công việc. Trong ngày bạn có cơ hội cải thiện tài chính hiện tại, nếu không cũng là sự lạc quan cần thiết để bạn có thêm động lực để tìm các cơ hội gia tăng thu nhập cho bản thân. Xem tử vi cho thấy ngày 25 tháng 10 năm 2021 là ngày sát chủ. Theo quan niệm dân gian, ngày này thuộc bách kỵ, trăm sự đều kỵ, không nên làm các việc trọng đại, bất kể đối với tuổi nào. Tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa. Có nhiều sự việc xảy ra rất nhanh chóng, nếu không tỉnh táo thì dễ bị kẹt. Hãy nên suy nghĩ cho thật kỹ rồi mới tiến hành hoặc ra đi. Sự việc xảy ra sẽ không được như ý muốn hoặc bị thiếu sót cần phải tu bổ, bổ sung nếu có cuộc gặp gỡ họp mặt tiệc tùng sẽ có chuyện không như ý có sự hư hại có tài lộc nhưng dễ hao tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi đưa đến bực mình tranh cãi mít lòng nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt giới hạn việc đi lại di chuyển đề phòng rủi ro nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý có tin hoặc chuyện buồn tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi đưa đến bực mình tranh cãi mít lòng giới hạn việc đi lại đề phòng rủi ro nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý có tin hoặc chuyện buồn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim đề phòng chuyện thị phi tranh cãi khẩu thiệt nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vào mình ngày không nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp sự phản bội. Không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược, nhất là trong vấn đề tiền bạc, có sự chi dụng cho công việc ở quá khứ. Có sự bất chắc trong các vấn đề đi đứng, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc có sự trách oán nếu không như vậy ngày có nhiều sự trắc trở, rủi ro, sức khỏe không tốt, hoặc có chuyện buồn. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc. Tử vi tuổi tỵ Bạn bè chính là những món quà mà con giáp tuổi tỵ tự chọn để tặng cho mình đấy, vậy thì hãy cho họ thấy trong mắt bạn, họ đáng giá thế nào trong ngày có tam hội che chở nhé tình cảm chân thành của bạn sẽ giúp mối quan hệ được chặt chẽ và gần gũi hơn đấy. Hôm nay bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi để cải thiện thể trạng của mình đã nhé. Bạn hoàn toàn không quay lưng lại với những vấn đề rắc rối, mà đơn thuần chỉ là đang thư giãn và giải tỏa tâm trí, để tầm nhìn rộng mở hơn. Ngày mai, với đầu óc tỉnh táo, bạn sẽ biết làm thế nào để hoàn tất mọi công việc. Thiên tài nâng đỡ để người tuổi tỵ có cơ hội cải thiện tài chính trong ngày hôm nay nếu có thể bạn nên thanh toán hết mọi nợ nần vì khi đó tâm lý được giải tỏa khả năng kiếm tiến của bạn cũng có cơ hội gia tăng tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa mọi sự đều thay đổi ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ chuyện tình cảm vui chơi giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý vướng mắc vào chuyện mình không thích có tin không tốt ở xa thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng tài lộc vào nhanh ra nhanh hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên trần chờ dễ gặp trở ngại, khó khăn, hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt, tài lộc khó khăn. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Mọi sự rất dễ thay đổi, Do đó việc gì đến thì nên làm nhanh, không nên trần chờ dễ gặp trở ngại hoặc có lời bàn ra, tán vào khiến cho mình mất phương hướng, chỉ đem lại sự tranh cãi, giải thích khiến cho việc bị kéo dài thêm. Tuy nhiên vẫn nên giữ tình cảm tốt, có chuyện buồn, tài lộc kém. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Có sự may mắn về tiền bạc nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định, hoặc việc phải bị bỏ dở, sai hẹn, chờ đợi lâu lắc. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến. Có tin tức ở xa về tình cảm, hôn nhân, thi cử. Tử vi tuổi Quý Tỵ, thuộc mệnh Thủy. Nên nhẫn nại, cố gắng thuyết phục để việc mong cầu theo đúng ý mình nhưng phải hoàn tất cho nhanh. Ngày có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có tin vui hoặc có sự gặp mặt, tuy nhiên cũng phải cẩn trọng về lời nói có sự trách oán ngầm hoặc vì mình phải ra đi khi sự việc chưa kết thúc. Tử vi tuổi ngọ. Ngọ ngọ tự hình cho thấy bạn đang tự hành hạ chính mình bằng những suy nghĩ. Sau nhiều ngày vất vả thì đây chính là thời gian để bạn được nghỉ ngơi trọn vẹn, vậy thì hãy cố gắng để thả lỏng, thư giãn. Bạn xứng đáng với một chút chiều chuộng, yêu thương đấy, đừng khó tính quá với chính mình nhé. Hỏa thủy tương xung ảnh hưởng tới khía cạnh sức khỏe của bản mệnh khá rõ rệt, ngày hôm nay ngay khi có thời gian nghỉ dù 15 đến 30 phút thì bạn nên nghỉ ngay để giải tỏa sự mệt mỏi, buồn ngủ của bạn buổi tối về nên dành chút thời gian để tập thể dục bằng cách chạy bộ ở nơi nào đó gần nhà bạn nhé chính tài hỗ trợ cho kế hoạch tài chính của con giáp tuổi ngọ vào những tháng cuối năm rõ ràng hơn dễ thực hiện hơn có điểm sáng trên lĩnh vực đầu tư nhất là những lĩnh vực mà bạn đã có nguồn kiến thức đã được tích lũy kha khá từ bao lâu nay tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng chớ nên manh động làm càn chỉ rước lấy thất bại hoặc bị khiển trách ngày có nhiều sự xung đột mâu thuẫn bị áp lực nên cẩn trọng về sức khỏe buồn mạng và trong khi sử dụng xe cộ máy móc nên ngồi yên tu bổ sửa chữa sắp xếp lại công việc tránh sự tranh chấp cãi cọ lôi thôi có tin buồn tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy ngày tuổi của buồn mạng nên hành động một cách bình thường có tin xa hoặc gia đạo có khách đến ngày có rất nhiều sự biến chuyển thay đổi trong công danh việc làm tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành có trở ngại tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày tuổi của buồn mạng ngày có rất nhiều sự biến chuyển thay đổi trong công danh việc làm tình cảm khiến mình phải bận rộn giải quyết không nên có sự hấp tấp vội vàng tiến hành có trở ngại nên hành động một cách bình thường có tin xa hoặc gia đạo có khách đến có tài lộc tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ ngày tuổi của buồn mạng có nhiều phiền hà về tâm tình cũng như công việc nên cẩn trọng về hành động lời nói dễ có sự hiểu lầm bị khiển trách hàm oan ngày không nên mưu cầu việc lớn giới hạn sự di chuyển giao thiệp có tin tức sức khỏe không tốt gia đạo bất an mất hòa khí có khách hoặc người thân đến có lộc nhỏ tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng nếu cần làm việc gì thì nên làm cho nhanh chóng và sớm sụt tức là nên chụp lấy thời cơ tuy nhiên nếu đã có kết quả thì không nên tiến thêm ngày có nhiều tin tức ở xa có người đi xa có sự gặp gỡ hội ngộ có tài lộc Tuy nhiên cũng nên đề phòng có sự trách oán hoặc phải hao tốn vì giao thiệp. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển. Tử vi tuổi mùi. Ngọ mùi hợp nhật nguyệt mang tới những mối nhân duyên tốt đẹp cho người tuổi mùi, không chỉ người thân trong gia đình biết cảm thông cho nhau mà đời sống của bạn cũng được cải thiện khi tình hình tài chính được đảm bảo. Bản mệnh cũng cảm thấy cuộc sống của mình ổn định hơn. Chính quan nâng đỡ nên có thể nói, hôm nay kỹ năng lãnh đạo là một trong những kỹ năng tốt của người tuổi Mùi đã thực hiện được và dù đôi khi nó là một nhiệm vụ chẳng dễ dàng gì, nhưng bạn cũng sẽ luôn luôn chứng tỏ mình trước mặt mọi người thật tốt. Hôm nay cũng là một cơ hội để bạn khẳng định điều đó, hãy tự tin với vai trò của mình. Trong ngày hôm nay là cơ hội để bạn cải thiện tình cảm hiện tại của mình, hai bạn có nhiều thời gian hơn để trò chuyện, chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Quý nhân sẽ dẫn lối chỉ đường cho người độc thân tìm thấy người tâm đầu ý hợp với mình tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim ngày có sự hội ngộ hội họp họp mặt hoặc có nhiều tin tức đến tốt xấu lẫn lộn nhưng vui nhiều hơn buồn sự mong cầu về tiền bạc chỉ nên ở mức bình thường hoặc hãy để tự nhiên sẽ có kết quả tốt không nên thấy có lợi mà lại đòi tiến thêm sẽ không hay có cuộc đi ngắn hạn hao tài vì giao thiệp mua sắm tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro nên có sự tu bổ chỉnh đốn lại công việc nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại ngày dễ có sự hao tốn có tin buồn không như ý tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa không phải là dễ dàng khi giải quyết một lần là xong còn nhiều sự việc xảy ra nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro nên có sự tu bổ chỉnh đốn lại công việc nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại tài lộc dễ có sự hao tốn có tin buồn không như ý có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn của mình hoặc của gia đình Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ. Không nên để mình bị lôi cuốn vào những việc đang xảy ra hoặc bị trắc trở khó khăn. Mọi việc nên từ từ giải quyết, tài lộc trung bình, sự mong cầu về tin tức còn chậm, hao tốn về chuyện giao thiệp gặp gỡ, những chuyện định kỳ. Có tin buồn, đề phòng sức khỏe. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Ngày có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn nhưng không nên kéo dài. Có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn có tin tức về đau ốm hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải tu bổ sửa chữa ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc tử vi tuổi thân tam hợp hỗ trợ cho con giáp tuổi thân tháo gỡ những vướng mắc chuyện tình cảm hiện tại một số hiểu nhầm của hai bạn được hóa giải khi hai người nói thẳng những suy nghĩ của mình hơn là che giấu như trước đây cơ hội cho những ai độc thân cải thiện đời sống tình cảm bằng những cuộc hẹn hò thú vị những tham vọng hay giấc mơ của con giáp tuổi thân luôn thật thú vị nhưng giờ đây nhờ thiên ấn mà chúng không chỉ như vậy mà còn hàm chứa rất nhiều những thông tin giá trị có thể sử dụng trong thực tế hãy trải nghiệm và khám phá các thông điệp tiềm thức mách bảo theo cách tích cực nhất mà bạn có thể nhé mục tiêu ban đầu của bạn có thể chưa được thực hiện như mong đợi nhưng đừng vì thế mà mất đi niềm tin hãy vững vàng để sớm quay trở lại với đường đua nhé bạn sẽ thấy thành công sớm quay trở lại với mình mà thôi tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy trong việc trò chuyện giao thiệp nên cẩn trọng có sự trái ý bất ngờ xung đột người đến với mình chỉ đem lại điều hại hoặc tin xấu chuyện tình cảm chỉ là thoáng qua không nên mưu tính sự lâu dài nếu có cầu về hôn nhân cũng nên chậm rãi hoặc vì hoàn cảnh tình thế chưa giải quyết được một cách êm xuôi dễ bị trách oán hàm oan tài lộc không tốt tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa có nhiều công việc xảy ra ngoài dự tính cho nên mưu sự chuyện gì nếu đã có tính trước thì phải có sự đề phòng hoặc cần phải giới hạn không nên kéo dài sẽ không tốt sự chờ đợi về tin tức không được như ý không có kết quả mong muốn có trở ngại rắc rối ngày không nên làm gì nên ngồi tại chỗ nghỉ ngơi tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu có cuộc đi ngắn hoặc được mời, nên cẩn trọng khi di chuyển, đi lại, có tin xa nhưng cũng không tốt, tính toán nhiều dễ hao tốn tài lộc. Tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh Mộc. Nếu có tiền bạc cũng phải chật vật hoặc phải có sự chia chác đền bù chi dụng. Không nên nhúng tay vào chuyện người, hoặc không nên lơ là về công việc dễ bị sự trách oán, hiểu lầm hoặc có sự sơ sót. Khi xử sự không nên nghiêng về một phía sẽ bị nhiều áp lực. Cẩn trọng trong việc đi lại, sử dụng xe cộ, máy móc có rủi ro, có tin buồn tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên giới hạn trong việc giao thiệp vui chơi dễ hao tài nếu là công việc thì không nên chờ đợi mà hãy mạnh dạn thay đổi hoặc thông báo cho người những việc cần giải quyết mọi việc đều phải nhanh chóng mới có kết quả càng về cuối ngày sự việc sẽ không tốt hoặc phải kéo dài qua ngày khác nên thanh toán những gì đã có sự ước hẹn dự tính có tin xa tử vi tuổi dậu hôm nay năng lực kết nối của con giáp tuổi dậu với đồng nghiệp trở nên vô cùng mạnh mẽ nhờ chính ấn tương trợ nhờ đó mà mọi việc hôm nay diễn ra khá suôn sẻ có thể nói lúc này là cơ hội để bạn xây dựng các mối quan hệ mới mẻ ý nghĩa cho cuộc sống của chính mình đấy đừng bỏ lỡ bạn hãy học cách tương tác và ứng phó với những người bướng bỉnh trong ngày hôm nay một cách thật linh hoạt nhé bạn sẽ thấy rằng khi hoàn thành nhiệm vụ này thì mọi thử thách khác đối với bạn chẳng còn khó khăn gì nữa theo hải thượng lãn ông, hôm nay là ngày 20 âm lịch nhân thần ở phía trong ở thắt lưng trên, cạnh trong khớp cổ chân, m u bàn chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm trích tại vị trí này. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Ngày có cuộc vui, hoặc có tin vui ở xa về chuyện tình cảm. Có cuộc đi ngắn hoặc di chuyển. Tuy nhiên mọi việc không nên kéo dài lại xảy ra những chuyện không vui. Ngày thuận lợi cho họp mặt đính ước tài lộc trung bình hao tốn về mua sắm di chuyển có lộc ăn có rắc rối nhỏ trong vấn đề di chuyển hoặc chờ đợi chậm chạp tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước hoặc chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng có tin buồn về đi lại di chuyển tử vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ có tin buồn về đi lại di chuyển hoặc nhận tin tức không tốt có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tin vui buồn lẫn lộn mưu sự việc gì cũng đều có sự khó khăn vấp váp trước chỉ đạt được kết quả ở buổi ban đầu hoặc trong ngày có nhiều việc đến cần có sự thu xếp khéo léo về thời gian có tài lộc hoặc có lộc ăn quà tặng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc việc đến thì nên tiến hành nhanh không nên nghe ý kiến của những người khác sự mong cầu về tài lộc có điều thuận lợi hoặc được quà tặng lộc ăn gặp quý nhân có tin xa, gặp lại người xưa, việc cũ, ngày có tiệc tùng đình đám, hội họp, họp mặt hoặc có tin tức của người thân, bè bạn. Tình cảm tốt vui vẻ, có người đến nhờ vả mình hoặc nhận được tin buồn của họ về đi lại, di chuyển, việc làm, sức khỏe. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim. Không nên mưu cầu những chuyện lớn lao dễ có sự bỏ ngang, giang dở hoặc kế hoạch bị thay đổi do người khác có ý kiến. Ngày có đám tiệc hoặc có tin tức về chuyện tình cảm của thân nhân, bè bạn. Có cuộc vui nhỏ, tài lộc trung bình tử vi tuổi tuất người tuổi tuất đang tự tạo ra nhiều áp lực cho mình quá rồi nhất là ngày có thiên quan ngăn trở như hôm nay chớ nên tự gây thêm mệt mỏi cho mình nữa hãy cho bản thân thời gian để làm bất cứ điều gì bạn muốn bạn đam mê thành công đến từ chính những đam mê của bạn chứ không phải ai khác đúng không nào tử vi ngày mới cho thấy có thể ý tưởng được cho là kỳ quặc cuối cùng lại rất hữu ích ngày hôm nay Hãy áp dụng nó cho khía cạnh thích hợp của đời sống để có một ngày thật hiệu quả và ý nghĩa nhé. Đừng quên rằng đôi khi các ý tưởng rất quan trọng đấy. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng đông phía trong nhà bếp, bếp lò, phòng giã gạo và phòng thai phụ ở chính. Do đó, không nên tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này, bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa ngày có nhiều chuyện rắc rối phiền lòng làm gì cũng phải cẩn thận dễ gặp rủi ro xung đột bất hòa tranh cãi sự mong cầu về tiền bạc còn chậm dễ hao tài đề phòng tai nạn đi đường hoặc hao tốn về xe cộ máy móc sức khỏe không tốt gia đạo bất an trong nhà có người gặp rủi ro bệnh tật có tăng hoặc có tin xấu về công danh pháp luật tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày có nhiều việc phải lo ưu phiền nội bộ gia đình công sở không nên tranh cãi sự rủi ro đảo lộn bất chắc rất dễ đến ngày không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện cẩn trọng việc đi lại di chuyển có rủi ro thị phi sức khỏe không tốt gia đạo bất an có người đi xa có tin xa tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc việc gì cũng có sự giới hạn của nó nên hài lòng với chuyện hiện tại không nên toan tính thêm nhiều chuyện sẽ không tốt có cuộc vui nhỏ hoặc được mời có tin tức không tốt về sức khỏe công danh của thân nhân bè bạn ra ngoài bất lợi tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim hãy suy nghĩ trước khi hành động giữa tình cảm và công việc nên có sự phân định rõ ràng nếu không sẽ có sự phiền lòng trách oán không nên mong cầu về tiền bạc lớn lao không tốt đề phòng rủi ro tai nạn bất chắc khi đi đường làm việc có tin xa sức khỏe không tốt nên giữ vững tinh thần khi có nhiều sự việc xảy ra tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy mọi việc đều có thể xoay chuyển tốt xấu lẫn lộn nếu có cơ hội thì hãy tiến hành nhanh chóng không nên để lâu sẽ có những sự việc hoặc tin tức làm đảo lộn công việc có hư hại rủi ro nhỏ sức khỏe không tốt tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi hợi tỷ kiên xuất hiện cho thấy những thách thức từ phía con giáp tuổi hợi hay những ứng xử của bạn hoặc vấn đề bạn đang vướng mắc có thể gây ra những nỗi buồn trong tâm tư của người bạn yêu thương rất nhiều đó có thể là bạn thân người yêu chồng vợ hay bố mẹ để cho họ khỏi nghĩ ngợi thì bạn hãy cố gắng để giải quyết mọi việc được sớm nhé có những nỗi buồn khó nói mà bản mệnh không biết chia sẻ cùng ai nhưng đừng vì vấn đề cảm xúc ảnh hưởng tới các quyết định liên quan tới tiền bạc của mình kẻo phạm phải sai lầm đấy nhé xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú hôm nay là ngày khởi công tạo tác việc chi cũng không khỏi hại thứ nhất là xây cất cưới gã chôn cất đóng giường lót giường tranh tụng tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa Mọi việc không thể chờ đợi, cần phải tiến hành, hoặc phải tìm phương hướng khác để giải quyết. Có tin tức ở xa hoặc có thân nhân, bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ. Có người đem tin buồn đến và cần nhờ và, giúp đỡ. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm, ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Tử vi tuổi kỷ hợi, thuộc mệnh mộc có cuộc đi ngắn hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, dễ hao tài tốn kém về đi lại giao dịch mua sắm. Nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn. Cho nên nếu vì tình cảm ân nghĩa thì nên tiến hành, nếu không như vậy thì chỉ nên góp ý kiến. Tử Vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim. Những gì thất bại ở quá khứ nay nếu làm lại thì thành công. Có tài lộc có tin tức nghỉ việc thuyên truyền ưu phiền rắc rối xung đột bệnh tật tai nạn của người thân bè bạn trong công sở hoặc trong gia đạo có tin thay đổi chỗ ở văn phòng nơi kinh doanh có tin xa có người nhờ mình giúp đỡ hoặc góp ý kiến có cuộc đi ngắn tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy về công việc hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình đề phòng có những sự việc khác xảy ra gây trở ngại nếu có ai nhờ mình thay thế hoặc gánh vác trách nhiệm thì cũng nên dè dặt hoặc mình phải chịu hao tốn hoặc nếu công việc của mình có gặp trở ngại cũng nên nhờ người khác giúp đỡ gỡ rối có tài lộc có chuyện vui có tin xa hoặc có sự gặp gỡ cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại